Jisoo xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn xem chương trình chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Jisoo Chu Du. Hôm nay Jisoo mời cả nhà mình sẽ đi chợ Tết với Jisoo nha. Này là những cái ngày trước Tết đây cô chú anh chị các bạn. Đường này là đường Lê Hồng Phong, là đường Nguyễn Hoài ngày trước đó ạ. Thì Jisoo trong video clip này Jisoo sẽ quay hai chợ, đó là chợ Phường và chợ Phú Trinh, là chợ Đồn đó, để chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn mình xem chương trình. Mình đứng đây một chút xíu ha, để ngắm mọi người đi qua đi lại chợ đã. Dạ không ạ. Bây giờ mình đi qua bên đường nghe cô chú anh chị các bạn, đi vào trong chợ. Lát nữa phía trước là mình quay trở lại sau, bây giờ mình đi vòng vô chợ đã. Ở mấy trước hàng này là tay teo, tay heo, củ kiệu nè, dưa chua nè. Dạ năm nào Tết cũng gặp hết. Là hàng đồ khô đây cô chú anh chị các bạn. Đây. À. Đi vô phía trong chợ ha. Đây cô chú anh chị các bạn, cá này là mà làm khô. Được cá là được quay nó mà. Đồ cá nó ngon ghê ha. Sợ mất màu quá. Này nấu gì mà cắt ngang đầu vậy chị? Thôi. Mình làm luôn hả? Ngon ghê. Các chị này rồi thôi là ngon. Mình đi vô trong tiếp chợ nha cô chú anh chị các bạn. Thank you.
ta bóp cá ngừ. Đây là cái đường hẻm mình sẽ đi băng ra thẳng sau, nhưng mà dưới đường hẻm này thì họ cũng có bán nhiều món hải sản. Mình đi xuống dưới này mình coi. Thì sao đứng lại chút cho cô chú anh chị các bạn xem mọi người đi chợ nha. Đây là mắm cá. Đây mình đi vào phía trong chợ nha. Hôm nay thì bán chợ thịt thôi, thì Su sẽ đi ra phía trước bên ngoài á. Trong này bán hàng thịt với hàng chuối. Nè chuối nè. Cúng. Bên kia là bán mấy cái món đồ cho Tết. Cái này là bánh gì trong đây? Bánh mì sửng hết vậy. Thì Tiso sẽ đi qua chợ Phú Trinh hoặc là chợ Gò để quay chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn một cái chợ nữa để ghép vô trong cái video clip này ạ. Gần Tết rồi thì mình Tiso quay khoảng 5-6 cái chợ gì đó để chia sẻ cùng với cô chú anh chị các bạn trong những cái video clip tiếp theo. Đường Nguyễn Hội, cô chú anh chị các bạn, cái video clip tiếp theo này là trong cái kết hợp với lại video clip ở chợ Gò, ở chợ Phường chứ, là mình ở đi ở chợ Đồn ha. Tiso đứng ở trên đường Nguyễn Hội này, đứng quay cái cảnh mọi người đi chút xíu rồi xong mà đi đầm lên chợ. Thì ra là ở chợ Phú Trinh này thì mọi người bán ở phía ngoài nhiều hơn là ở phía trong lòng chợ. Nên là mình sẽ đi qua ha, rồi cô chú anh chị các bạn mình sẽ xem.
Etiso đi qua đường để đây Vi đi vào phía bên trong lòng chợ đây. Thiệt lâu lắm rồi đó, bây giờ mới bắt đầu đi vô trong nè. Đó, mình cái gì trong lòng chợ này đâu cô chú anh chị các bạn. Như hầu như là mọi người đem ra phía trước bán hết trơn. Còn lại một vài hàng đồ khô. Hồi xưa mình đi vô đây bùng xình nhiều lắm. Bây giờ thì vô đây không có gì hết. Ngày họ đem ra ngồi bán hết. Hồi đó thì xô đi thì nhớ là có một cái đường này đi thông qua như trường tiểu học Phúc Trinh B hay sao. Đường này đi thẳng thông thông. Bây giờ thì hả? Hồi trước anh chị các bạn hồi xưa là bán cá bán đồ đến khu vực này luôn. À, bây giờ thì đi vô đây trống. Thì hổng có mấy người hỏi đi xu rồi sao không thấy quay chợ Phúc Trinh bao giờ. Tại chợ ra mặt đường hết trơn. Cái này là đi cái đường hẻm. Đó. Giờ đi xu ra ngồi lại nha. Này là hàng hoa. Rồi thì chợ Phú Trinh ở phía trước có chút xíu vậy thôi cô chú anh chị các bạn. Giờ là Chi Tu sẽ đi qua chợ Gò nha. Để cả nhà mình sẽ cập nhật những cái hình ảnh ở chợ quê mình. Ở trên đường góc Hải Thượng Nắng Ông với Dạch Xin cô chú anh chị các bạn. Thì góc này là góc để đi vào trong chợ Gò nè. Thì giờ này chợ Gò thì cũng không có bán nhiều hàng giống như ở mấy cái chỗ khác mình hay đi quay đâu. Nhưng mà trong cái video clip thì tôi cũng muốn tổng hợp một vài cái chợ ở Phan Thiết quê mình trong cái dịp Tết này. Cho nên là ngoài chợ Phường, chợ Đô thì hôm nay mình sẽ đi chợ Gò. Đi vô đây. Tại giờ này là nó mất tiếng sớm rồi. Dạ. Bị chợ. Đây mình vô mình mua đồ nha. Mua gì ta? Vô đây mua gì? Thường ở trong này thì hay có cái mấy cái hàng trái cây rồi hàng ăn trưa, cơm hủ tiếu, bún cà ri gì đó. Đó. Này là rau càng cua này cô chú anh chị các bạn. Rau càng cua, trái cây mận. Mình vô trong chợ nha. Bún riêu, chả, thịt. Có măng không gì? Cho con miếng măng. À, cho con 20.000 măng. Măng về ăn bánh chén cả nhà mình. Rau ăn tết trước nè, con năm bán dạ. Ăn ngon lắm nè. Con cảm ơn. Ăn ngon sống không? Dạ có cho con miếng. Cái này là cá kho này cả nhà. Ngừ á, con cá ngừ thấy đã. Hấp dẫn vậy. Tôi xô thường hay mua đồ ăn ở đây đem về ăn, khỏi mất cơm nấu. Hôm nay xuống nhà không có ăn. Muốn ăn có món gì ăn món đó. Ai con cảm ơn. Cái này bỏ riêng nha con. Dạ dạ. Ở chung lấy chín ra. Dạ con cảm ơn. Cảm ơn con. Dạ. Đây cô chú anh chị các bạn ha. Là mình đi tiếp vô trong này. Lên chợ. Bây giờ mình ăn hàng đi thôi, từ từ đây. Mình đi vô mình quay trong lòng chợ. Để cô chú anh chị các bạn mình lâu không có đi chợ Gò thì mình biết đường ha. Chợ bán nhiều món, nhiều hơn là bên chợ Phú Trinh. Hôm nay thì chưa có bán nhiều đồ tám hả. Dạ quay chợ. Đó.
đứng lại đang chúc cho cô chú anh chị các bạn ngắm chợ gò nha. Đó, trong này là bán thịt. Mai có lấy gì không chị? Bán thịt, bán cá. Đây này. Đó, rau củ, đồ khô á cả nhà mình. Đây này là bán cá. Dạ thì đi sâu đi tổng hợp ba cái chợ trong cái video clip này. Thì cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem chương trình và đăng ký kênh ủng hộ Tia Sâu ạ. Chúc mọi người luôn vui khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Ui giận mua đi lên. Bánh xèo đây nha cả nhà mình. Bánh xèo quê mình đó. Chị cứ ăn đi ạ. Hấp dẫn chưa? Đó. Dạ cảm ơn ạ. Chụp chụp chủ bán bánh xèo à. Bà chủ né rồi chị à. Đây là bánh đúc hả cô chú anh chị các bạn. Bánh đúc. Bánh bèo. Bánh đúc bánh bèo. Dạ.